thì không thể nào có chuyện hai tử thi có cùng phản ứng cơ địa như nhau. Để sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tao hận mày. Anh coi mấy bức hình này đi. Nè, chẳng phải là Lan sao? Đây là hình của Lan mà. Lan cũng giống như tôi. Cô nói vậy là sao? Thì tôi cũng ở chùa này mà. Thì khi mà ba mẹ tôi mất, tôi được sư cô đem về nuôi dạy. À, vậy cô biết nhiều về hai người đó không? Cũng không nhiều lắm. Nhưng tôi biết quê của chị rồi. Tôi đang định lát nữa xuống đó. Ở đâu? Sao không? Thì ở Long An chứ đâu. Đi xe đò khoảng 2 tiếng. Đi liền bây giờ hả? Ừ. Thôi được rồi, tôi đưa cô đi. Có tiện cho anh không? Tiện? Tôi cũng muốn tìm hiểu gì Lan mà. Ừ. Đi. Sao cô biết tôi ở đây? Chú, con có chuyện nhờ chú giúp con. Tôi đang rất mệt. Chú, chú mà không giúp con á là con chết ở đây đó. Con lại chú, con xin chú mà, chú giúp cho con đi. Cho con xin 5 phút cũng được. Chỉ 5 phút thôi nha. Dạ. Có chuyện gì cô nói mau đi. Mấy ngày nay con đi tìm anh Tuấn mà không có gặp. Tìm gặp nó thì tới nó, hay tới nhà ông già nó, chứ tìm tôi làm gì? Chứ đừng có giỡn với con. Con mà tìm được anh Tuấn thì con đâu có phiền chú đâu. Cô thật lòng với nó vậy sao? Con biết chú với bác á không có coi con trai gì hết. Con thì không sao, nhưng mà con của con với anh Tuấn. Cô chắc là đứa con trong bụng là của nó không? Mà thôi, việc đó đâu phải là việc của tôi. Nói thiệt, tôi chỉ là một thằng làm công, tôi không có một chút quyền hành nào. Đơn giản vậy thôi. Nhưng chú ơi, con thật lòng với anh Tuấn. Con rất muốn được gặp ảnh. Xin chú, chú giúp con nghe chú. Tôi sắp rời khỏi đây rồi. Hẹn hò với mấy người chỉ mang thêm nghiệp chướng. Nhưng tôi chỉ cho cô được lời khuyên. Còn làm thế nào để cho thằng Tuấn làm theo là tài của cô. Chú giúp con như vậy á, mẹ con của con mang ơn chú cả đời.
Đi đứng kiểu gì vậy? Dạ em xin lỗi, em xin lỗi. Muốn giết người hả? Cô có sao không? Tôi không sao. Cô cũng chấp nhất quá ha. Vậy tôi không được giận hả? Được. Vậy ông chắc vào, để té nữa đó. Ôm chắc vô đi. Cô không té thì tôi mừng. Có ai đó đã lo hậu sự cho cô ấy rất chu đáo. Như vậy cũng đỡ tội phận. Ồ, chị Lan. Chào em. Dạ, chị về lâu chưa? Chị về từ hồi chiều rồi, nhưng mà không có thời gian để nói chuyện với em nhiều hơn. Sao chị gấp gáp quá vậy? Mấy năm rồi chị em mình mới gặp nhau, mà mọi người ở đây nhớ chị lắm. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên chị không có thời gian về thăm sư cô với em được. Thôi chị để khi nào rảnh rồi chị em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn nha. Bây giờ chị có việc rồi. Xin chị xá tội cho tụi em không đủ tài để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Mong linh hồn chị bỏ qua những vướng mắc hồng trần mà sớm siêu thoát. Chị có linh thiêng, hãy dẫn đường chỉ lối cho tụi em tìm được Nam Anh. Là hôm đó em quên mất, không xin địa chỉ người đã đưa chị Lan về để tới đó. Không sao đâu, anh sẽ cho người kiếm địa chỉ sau. Còn bây giờ thì mình phải đến thử nơi mà Sơn Đảo đã ghé gì. Ủa anh về đây rồi hả? Thông tin của cơ sở thôi. Đi thôi. Con nè, con đem đi vô rỗng rửa rồi dọn dẹp giùm cô luôn ha. Dạ. Dì, con chào dì. Cậu là... Ủa, hai người quen nhau hả? Biết, nhưng chưa được làm quen. Dì ngồi xuống đi. Dì là người nhận thi thể chị Lan về. À, hai cô cậu... Dạ, đây là đồng nghiệp của con. À, dạ. Chắc cũng là công an phải không? Hai người uống nước đi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn gì? Chắc hôm nay cô cậu xuống đây chắc là chuyện của con Lan phải không? Dạ, chúng tôi muốn gì hợp tác để tìm hiểu về mối quan hệ xung quanh của nạn nhân Lan. Chuyện mà cô cậu cần biết á thì cô cậu đã biết hết rồi. Tôi á là người họ hàng xa với thằng Sơn mà thôi. Là bà con xa, sao dì lại tới nhận xác chị Lan về chôn cất? Chuyện đó cũng do thằng Sơn nó nhờ. Nó tuy là dân xã hội đen nhưng là đứa sống có tình có nghĩa. Nó đâu có nỡ để cho con Lan chết mà không có chỗ dung thân. Nhưng mà theo chúng tôi được biết á, thì Sơn với Lan đã biết nhau từ khi ở trong trại mồ côi. Và mối quan hệ của hai người là trên mức tình bạn, có đúng không? Tụi nó á là mối tình đầu của nhau. Tụi nó còn hứa hẹn á là sau này sẽ lấy nhau nữa đó. Gì? Vậy Sơn có phải là cha của đứa bé mà chị Lan đang nuôi không? Thì cũng chính vì sự cố đó mà tụi nó mới đứt gánh với nhau đó. Từ đó thằng Sơn nó bỏ đi biệt tích, không có về nữa. Dạo gần đây á, nghe đâu nó gặp lại con Lan. Ngờ đâu chừng vài tháng sau thì con Lan nó lại gặp nạn. Vậy liệu Sơn có động cơ gì muốn quay lại để trả thù Sương hay không? Không đâu. Cô với cậu đừng nghi quan cho nó mà tội nghiệp.
chuyện xảy ra con Lan bỏ đi trước. Thằng Sơn cũng đi tìm con Lan hoài á, mà không có được, cho nên riết rồi nó cũng nản chí. Rồi nếu mà con Lan nó không bỏ đi á, thì tụi nó đã cưới nhau rồi. Nhưng mà khi mà gặp Lan á, thì Sơn có ý định gì không? Sau này á, tụi nó gặp nhau một lần á, tụi nó mừng lắm, cho tụi nó cưới nhau nữa mà. Mà thằng Sơn á, nó thương con của con Lan lắm, chứ không có lý nào mà nó hại con Lan đâu. Vậy gì? Chị có biết ai là cha của đứa bé không? Chuyện này thì tôi không có biết đâu. Chuyện này coi như là mất công vô ích rồi. Nghề điều tra là vậy đó. Nhưng mà biết Lan được lo lắng tử tế như vậy cũng đáng mà. À, em đã từng ở chùa, vậy thì chắc em biết mạnh thường quân của chùa là ai đúng không? Chú Sang. Mà sao anh hỏi vậy? Anh nghĩ chú Sang có liên quan tới việc này hả? Không có gì đâu. Anh chỉ muốn biết mạnh thường quân của chùa là người như thế nào thôi. Chú là một người đáng tin. Anh nghĩ chắc là cần nhiều thời gian hơn đó. Chào anh. Chào anh chị. Một lát nữa em vô trong coi kỹ là hồ sơ giúp anh nha. Dạ. Hai người nè, đang nghĩ gì đó? Trinh sát mà dùng hiện tượng đó nội dung à? Phải có tang chứng vật chứng mới được kết luận đó nha. Cảm ơn anh. Đâu có gì đâu, nhiệm vụ mà. Chào nha. Dạ. Đi nha. Mẹ nó, không lẽ nó đánh hơi được? Dạ, em làm kính như bưng mà, không thể nào nó biết được đâu. Chắc nó hên thôi anh ơi. Anh yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng tóm được nó. Vấn đề là sớm hay muộn thôi. Tụi em sẽ dốc toàn lực. Nè, trong hai đứa bay, đứa nào biết con My? Anh muốn biết gì về con My? Tao chỉ muốn biết con My có đáng tin hay không. Con đó nhỏ nhưng biết chuyện. Đại ca biết nó hả? Tao không thèm biết cái loại đó. Chẳng qua nó dính vô thằng Tuấn nên tao phải tìm hiểu. Dạ, anh nói cũng đúng. Nó cáo như vậy, cậu Tuấn Thái Tử dính là cái chắc. Vậy à, thằng Tuấn. Nè. Dạ. Tụi bay. Dạ. Dạ. Cho người bám theo thằng Tuấn, chắc chắn sẽ tìm ra thằng Khải Chột. Dạ. Dạ. Dạ em đi. Tụi em đi luôn anh. Ủa chị, chừng nào thầy mới hết phép vậy chị? Không biết. Chị nè, chị định chuyển sang tổ điều tra làm việc hả? Để làm gì? Em về lại báo cáo của em đi, không chị mét chú Dương đó nha. Chị, uống cà phê sữa nha. Ít sữa nha. Đợi em chút. Con ngồi xuống. Dạ. Sao mẹ con lại gửi con lên đây?
Dạ, người ta nói là mẹ con đang đi chữa bệnh. Vậy ba con đâu? Dạ con không có ba, mẹ con nói là mẹ con tự sinh con. Ừ. Cũng chẳng sao đâu. Mà cô ơi, mẹ con bị bệnh gì mà người ta không cho con gặp mặt mẹ con? Con có nhớ địa chỉ hay số điện thoại của mẹ con không? Ừ. Thôi không cần đâu, để về Sài Gòn cô sẽ hỏi giùm con nha. Thì hả cô, để con đi lấy sổ, lấy bút cho cô nha. Ừ. Theo thông tin em điều tra được thì ông Nguyễn Hoàng Sang là một doanh nhân thành đạt. Ông sở hữu một hệ thống nhà hàng phong cách châu Âu và được đánh giá là một người đàng hoàng, khéo léo, tinh tế và hay làm từ thiện. Ông ta ngoài làm mạnh thường quân của các chùa còn có một quỹ học bổng tại trường đại học y dược và còn làm các hoạt động từ thiện khác. Ông Sang trực tiếp tham gia các hoạt động từ thiện. Theo em nghĩ, việc ông ta xuất hiện ở chùa chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ừ, có thể ông ta chỉ tới đó để làm lễ cầu an. Alo, alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Lan không? Anh là ai đó? Sao lại cầm máy của chị Lan? Alo. Chị, cà phê sữa nè. Chị có việc phải đi. Ủa, chị Quỳnh. Chị Quỳnh. Có lẽ là Quỳnh nói đúng. Quỳnh có tham gia vụ này sao anh? Anh, chúng ta đã bỏ qua một vật chứng quan trọng, là điện thoại của nạn nhân. Nạn nhân không xài điện thoại, khám nghiệm hiện trường không có. Thời buổi này ai cũng có xài điện thoại mà. Nếu như không có thì chắc là bị lấy mất rồi. Em tìm được số điện thoại liên lạc của nạn nhân rồi. Anh coi nè. Em gọi vô số điện thoại này nhưng mà có người bắt máy rồi sau đó tắt máy liền. Sao Quỳnh lại có? Mà từ đầu vụ án tới giờ hôm đó Quỳnh lên chùa gặp thằng bé tóc xù, nó cho Quỳnh số điện thoại của Lan. Nhưng mà dội quá cho nên Quỳnh bị lộ mất một số. Sau đó Quỳnh có dò từ 1 đến 9 thì ra được một số điện thoại mà có người bắt máy. Ừ, chắc chắn người này có liên quan tới Lan. Nếu như không bắt máy, làm sao mình có thể tìm ra được? Chúng ta có số điện thoại thuê bao thì chúng ta có thể nhờ các nhà mạng sao kê các cuộc gọi và tin nhắn trong khoảng thời gian mà xảy ra vụ án. Ừ, vụ này đến lo. Ừ. Vậy em xin phép. Tính bài vẽ gì nữa đây hả? Anh ngồi đi. Có gì cứ nói lẹ đi nha, tôi không có rảnh á. Dạ anh dùng gì vậy? Cho ly cà phê em. Dạ. Cảm ơn em. Anh đúng là vô tình. Bây giờ có tình có nghĩa cũng không cứu nổi mày tôi đâu. Vậy nếu như em cứu được anh thì sao? Cô đừng có nói với tôi là cô vừa mới đi gặp lão bố để xin tha mạng cho tôi hả?
em có ăn gan trời á, thì em cũng không dám gặp lão bố của anh đâu. Vậy thì cô bớt giỡn đi. Tôi không có thời gian rảnh mà nghe mấy cái chuyện xàm xàm vậy đâu. Nhưng em có thể cho anh một con đường sống. Vậy cô nói đi, cô cần gì ở tôi? Em cần một người thân. Tôi có ba tôi, tôi có em gái, nhiều đó tôi đủ quải rồi. Tôi không có đủ sức mà đeo thêm cô đâu. Hả? Cô quên đi ha. Anh đừng có gạt em. Anh không có qua mặt được em đâu. Người thân thân ai nấy lo. Em mới đi gặp chú Khanh. Cô nói cái gì? Cô gặp ông Khanh hả? Để làm gì? Anh đừng có để sự tự ái che mờ mắt của anh. Chỉ có ổng á mới biết làm cách nào để cứu anh thôi. Bây giờ kể cả lão già giúp việc á cũng có quyền ban cho tôi đường sống hả? Đúng là cuộc đời này lạ thiệt. Không có ai ban ơn cho anh hết. Chú ấy chỉ bày cho anh một con đường, còn anh phải tự cứu lấy mình. Nói tóm lại tại sao ông ta muốn cứu tôi? Ông ta nói là gia đình của anh là của ổng. Chứ không phải ông ta là nguyên nhân chia rẽ gia đình của tôi hả? Để làm gì? Cô cũng nhìn thấy rồi đó, khối tài sản kết xù của ông già tôi, ai nhìn vô thấy cũng phát thèm. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nếu ông ta có ý đó thì ông đã không ra đi rồi. Ông ta đi đâu? Làm sao biết được. Mà em thấy rồi, anh không còn cách nào nữa đâu. Tốt nhất á là anh nên nghe theo lời của ổng. Em. Nè, đây hả chị? Anh nè. Ủa, trời ơi cái anh này, làm em cứ tưởng ai không à. Mà bữa giờ đi đâu vậy? Đi nạp dụng chứ đâu. Ủa, đội mình đâu hết rồi? Thì đi theo lo vụ án của Lan rồi. Có manh mối mới nữa hả? Thì Quỳnh phát hiện ra số điện thoại của nạn nhân Lan, nên là hai người đi với nhau để lo vụ Sơn Đảo rồi. Tự nhiên anh gửi thấy có cái mùi gì đó khét khét á. Đâu? Ủa em có nấu gì đâu mà khét. Anh chọc em nữa. Nè, anh nói em nghe nè, mình thích á thì mình phải nói cho người ta biết chứ. Mình để trong lòng ai biết, hiểu không? Thời buổi cọc tìm trâu này mà em như vậy á, có ngại mất đừng có khóc cả nha. Chứ bây giờ anh nói em phải làm sao? Không lẽ em nhảy bổ vô rồi nói là em thích anh? Ừ, chính xác, quá xuất sắc cái câu đó. Hả? Đúng rồi. Ừ. Anh nói thiệt hả? Thiệt. Nhìn kỹ anh nha. Nắm tay như vậy, chạy vô, nhìn thẳng vô mắt. I love you. You love me. Hả?
Đừng có hiểu lầm nha. Đang thị phạm thôi chứ không có gì hết. Chính xác. Bà đừng có hiểu lầm, không có như bà nghĩ đâu. Sao số tôi khổ dữ vậy ta, toàn gặp những cái cảnh mà không nên thấy. Mà anh Thành cũng đẹp trai, phong độ đó chứ bộ. Cái này tôi nghe đó nha. Cái ông đó đó hả? Không phải cua của tôi đâu bà ơi. Sẽ không uống nữa. Anh cũng đừng có đi nữa nha. Em hiểu cho anh. Anh không muốn làm, nhưng việc này không dừng lại được. Em à, chỉ một lần này nữa thôi là anh hứa, lần này nữa là anh sẽ trả xong món nợ ân tình. Lúc đó anh sẽ ở bên em, anh sẽ là của em mãi mãi. Mất thằng bé được, nó là con của em. Không ai, không ai dám đụng đến hai mẹ con của em hết. Anh hứa đó. Anh không hiểu được đâu. Hắn nói con cái đối với hắn là quan trọng nhất, bằng mọi giá hắn sẽ lo cho chú. Em yên tâm, sẽ cố gắng lo cho hai mẹ con em cho đến lúc anh về. Em và con phải đợi anh. Nhưng em vẫn sợ lắm. Không sao, nhưng mà em sợ. Không sao đâu Lan. 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 Anh ba sao vậy? Không sao. Mà việc gì mày có vẻ hốt hoảng vậy? Em gọi cho anh ba mấy ngày nay mà anh ba có chịu mở cửa đâu. Em cứ tưởng là anh ba nghĩ quẩn chứ. Tao có phải là con nít đâu mà nghĩ vậy. Con nít á thì nó không có tự tử, nhưng mà người si tình thì có đó. Nè, mày nhìn cái mặt tao giống kẻ muốn chết lắm hả? Không giống người muốn chết, nhưng mà anh sống bằng rượu á hai ngày nay rồi. Mới có hai ngày thôi à? Mới có hai ngày thôi á. Coi điện thoại của anh nè, người ta gọi muốn cháy máy luôn á. Ai gọi? Mày có nghe không? Điện thoại của anh ba mà, sao em dám nghe? Toàn số lạ. Số lạ thì anh ba đừng có nghe. Cứ để tao gọi lại coi nó là ai. Dạ, anh Sơn hả? Anh làm cái gì mà em gọi anh hoài không được vậy? Thì ra là mày. Mày cũng dám gọi cho tao hả Tiến? Anh à, anh bớt giận đi. Mày khôn hồn thì mày trốn cho thật kỹ, đừng để tao tìm ra mày. Ủa sao lại là thằng Tiến? Không phải nó đi Trung Quốc để tìm con gái lão ta rồi hả? Con bồ của em là con của lão bố, chẳng qua là cấp 3 của ấy học xa nhà cho nên nhiều người không biết chuyện này thôi.
Vậy sao chú lại quen biết được con nhỏ đó? Thì em với cổ học chung cấp 3 với nhau, rồi lão bố bắt cổ qua bệnh du học để về phụ lão bố. Nhưng mà không ngờ lão bố muốn chia rẽ tụi em, cho nên chuyến này em sẽ qua đó để tính sổ. Con gái của lão bố, nó đang ở Trung Quốc. Đúng vậy. Phải rồi, tao sẽ cho lão bố nhìn thấy tương lai khốn khổ của chính lão ấy. Alo, dạ em nghe. À, Tiến hả? Dạ. Anh xin lỗi mày nha. Tao biết là chuyện đó không phải lỗi của mày. Ờ, có phải anh đang nói tới chuyện chiến hàng không? Thôi, bỏ qua đi. Lão già ấy vẫn luôn tinh quái. Lão giống như một con cáo vậy. À, mày đang ở Trung Quốc hả? Dạ, em cũng đang tính gọi anh vì chuyện đó. Có lẽ bây giờ thôi, em không nói tới nữa. Có gì chú cứ nói. Ờ, anh Sơn à, chắc vài ngày nữa em sẽ về Việt Nam đó. Chuyện này nếu anh không giết em thì tụi nó cũng giết em mất. Mày yên tâm, anh sẽ lo cho mày. Nhưng với một điều kiện. Hả? Điều kiện hả? Một điều kiện hay 100 điều kiện em cũng chịu nữa. Mày vẫn còn đang ở với con nhỏ đó chứ? Dạ. Vậy thì nghe tao nói nè, gọi gì sớm như vậy? Bảo thức thôi à, không sao, ngủ tiếp anh. Làm ăn có lớn gì đâu, bởi đặt bao thức mất cả giấc ngủ. Mẹ nó, cái đồ chỉ uống vô háo nước gần chết. Tại ngủ mà làm cái gì vậy? Tại anh không biết á, lão bố là chùm về rượu. Nè nè, có những loại rượu á, nhiều khi mình uống nó còn phê hơn cả thuốc nữa kìa. Mày suốt ngày cứ khoe lão bố như thế này thế kia, mà thằng con của lão thì giấc da giấc dưỡng chẳng ra gì. Tao không tin. Anh nói á thì em mới nghĩ, nhiều khi em thấy cũng lạ, lão bố cũng giống như chỉ đợi nó mắc lỗi là trừng phạt thôi à. Vậy á nên em mới thương nó, mà nhiều khi cuộc đời cũng mắc cười ha. Nhiều khi ruột già chả bằng người dưng. Mẹ nó, công việc làm ăn cái gì ra cái đó, làm sai thì phải bị phạt, làm trúng thì được thưởng, liên quan cái chó gì. Gì vậy? Tại cưng chưa biết tới khanh chúa thôi. Khanh chúa chỉ thua lão bố có vài tuổi, mà trong cái trò xử nhau hơn tới vài bậc. Mày vừa nói ai? Sợ rồi phải không? Mày nói nó tên gì? Khanh chúa. Gì vậy? Điện thoại tao đâu rồi? Ai biết, có để trong kia không? Tôi qua mình nhậu với anh Tuấn Thái Tử hả? Gì vậy cưng?
Mất trí nhớ tạm thời hả? Cái rượu mình uống á là của thằng Tuấn Thế Tử đã đem qua đó. Tối qua tao có điện thoại đến đúng không? Tiền sao? Ngoài mày với thằng Tuấn ra, chỉ có hắn mới có được số điện thoại này. Không xong rồi. Đâu vậy? Ê, mày đâu vậy? Tao sẽ chủ động liên lạc với mày sau. Ê, coi như là em kính anh Sáu một ly. Muốn về điều gì? Coi như uống vì anh Sáu và Hai Hảo. Nếu đơn giản như vậy thì tôi không cần uống đâu. Với Sáu Sang này thì đơn giản chỉ là một thương vụ làm ăn mà thôi. Anh Sáu à, nếu mà anh nói như thế thì em chẳng còn gì để nói. Em chẳng tin là anh nhường lại ngọc trai đen không có mục đích. Chẳng phải cô thèm khát nơi này từ lâu rồi sao? Giấc mơ của cô sắp thành hiện thực rồi đó. Cô còn băn khoăn gì? Dạ đúng là em đã có ngọc trai đen. Nhưng mà từ khi anh Sáu buông tay thì công việc làm ăn của em rất là ảnh hưởng, làm cho doanh thu đi xuống lắm. Vậy á thì cô phải coi lại cách làm ăn của mình đi. Anh Sáu, anh biết rất rõ là nguồn thu quan trọng đấy từ đâu mà. Vậy cô muốn gì? Dạ thật ra thì em chỉ muốn một điều rất nhỏ thôi, là em muốn có nguồn hàng từ thằng Tuấn, vậy thôi.
Vào thời điểm xảy ra vụ án thì có một tin nhắn khả nghi đến, nhưng mà dựa trên nội dung thì không thể khẳng định đó là hung thủ được. Và cũng có một số cuộc gọi từ số điện thoại này vào thời điểm đó. Theo như nhà mạng cung cấp cho anh á, thì số điện thoại này vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà chỉ gọi cho một số điện thoại nhất định thôi. Anh có cho kiểm tra danh tính của những người nhận cuộc gọi đó không? Tất cả đều là thuê bao trả trước hết. Mình có thể gọi thẳng tới số đó mà. Không được, em làm như vậy sẽ đánh động đến đối tượng đó. Vậy tiếp theo mình phải làm sao đây anh? Bây giờ như vậy, bây giờ em gọi tới những số này đi. Cái số này đây, em bấm điện thoại cho anh đi. Dạ. Xong rồi anh. Ừ. Alo, tôi không phải là hải chột gì đó đâu. Anh cho tôi hỏi, số điện thoại này là của ai? Dạ, tôi là Hiền Phế Liệu. Dạ, thưa, cái số điện thoại này không phải của tôi. Vậy tại sao anh lại đang dùng nó? Dạ, tôi lượm được mà, tôi không có ăn cắp đâu. Alo, chúng tôi muốn gặp anh. Dạ, tôi thề là tôi không có ăn cắp mà. Dạ không, để tôi trả lại liền. Nè, bây giờ anh cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi biết là anh đang gặp rắc rối. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Bây giờ anh đang ở đâu? Dạ tôi... Cho địa chỉ đi. Dạ thưa, địa chỉ hả? Dạ ở... Dù sao thì... anh cũng cho em một chút thời gian đi. Em hứa là sẽ cố gắng trả sớm cho anh. Tao cho mày 3 ngày. Để vun đắp đời thêm đẹp tươi.